Ok. Hello các bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng nè. Và hôm nay tôi có một cái nhiệm vụ cực kỳ là quan trọng của mẹ Thắng giao ra cho Thắng, đó chính là Thắng sẽ phải đưa những cái đồng mà Thắng sẽ phải mang những cái đồng tiền xu tiền lẻ của mẹ Thắng cất vào cái máy đựng tiền của mẹ Thắng. Các bạn đừng có nghĩ cái việc đấy là đơn giản nha. Nếu mà đơn giản thì mẹ Thắng sẽ không bắt Thắng đi đâu. Thì các bạn biết đấy, những cái đồng tiền xu nó rất hay bị rơi, nó không giống như những cái đồng tiền giấy đâu. Những cái đồng tiền giấy nó nhẹ, mà cả nó không bị trôi, nó không bị rơi ra ngoài. Còn những cái đồng tiền xu nó bị bé này, trôi này, lúc trong túi mà nó rơi ra ngoài còn không biết nữa nè. Nên là hôm nay sẽ phải cẩn thận không để rơi một đồng xu nào cả, và sẽ cất hết sạch cái đồng xu vào trong cái máy của mẹ Thắng nha. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này đáng hay thì hãy nhớ để lại Thắng một like, một đăng ký kênh Thắng thật nhiều, đồng thời xem video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Bây giờ Thắng chỉ cần kích vào cái màn hình này thôi là cái đồng xu của mẹ Thắng nó sẽ chạy đấy nha. 3, 2, 1, let's go. Đây đường nó lên xuống này. Điều khiển này, hai đồng xu. Thấy chưa, mình đã nói rồi, những cái đồng xu này nó dễ rơi xuống sàn nhà lắm, dễ rơi mất lắm các bạn ơi. Thế là mình làm rơi mất đồng xu của mẹ mình rồi nè. Thôi mình sẽ chơi lại các bạn ơi, chơi lại để nó ăn đòn ngay đấy. Tại vì bây giờ mình chơi đến cái level 6 rồi nên là hơi bị khó các bạn. Sao bên này những cái con đường này nó mọc dần dần. Ui rẽ xa. Ui quay khó quá, quay rồi. Ui quay cái bốn lập. Mình làm nào, đừng để. Rồi, ok. Vậy là mình đã để rơi mất một đồng xu của mẹ mình rồi các bạn ơi. Chết thật, mẹ mình mà biết mẹ mình đánh đòn mình luôn ấy. Let's go sang level 6 này các bạn ơi. Sang level 7 này, đã bắt đầu đồng xu chạy này. Wow, có rất là nhiều những trứng ngại vật nha. Mình sẽ ăn cái đồng xu này. Ui, một đồng xu, mình đã có thêm một đồng xu rồi nha. Đây nè, wow, có rất là nhiều trứng ngại vật luôn. Thôi xong, đi kiểu gì bây giờ. Wow, thôi xong. Ui, mất một đồng xu. Trời ơi, mình cũng mất hai đồng xu rồi nè. Nhưng mà không sao, cứ còn một. Nhưng mà không sao, mất bao nhiêu đồng xu không quan trọng, cứ còn cái đồng xu của mẹ Thắng giao ra cho Thắng là ok rồi các bạn. Next level, sang level 7 này. Sang level 8 này. Rồi. Có thêm vài đồng xu này, mình sẽ đặt thêm vài đồng xu để bảo vệ cái đồng xu của mẹ mình nhá. Rồi. Ui. Lại mất cái đồng xu của mẹ mình rồi. Quả này toang rồi các bạn ơi, quả này không xong rồi. Lại nào. Let's go. Ăn cái đồng xu này. Ôi, tại mấy cái trứng ngại vật ngoài. Tại mấy cái trứng ngại vật kia nó cứ đôi tự động. Qua luôn nè. Cái trứng ngại vật này. Qua luôn nè. Trời đất ơi, hay quá. Trời ơi. May quá, không sao. Mình vẫn đưa được cái đồng xu của mẹ mình về cái máy của mẹ mình và đưa thêm hai đồng xu nữa, nhặt được thêm hai đồng xu. Ok, let's go. Tiếp tục sang level 9 nè. Rồi, có những cái bẫy nè. Ui, cái bẫy này chạy quá. Trời ơi. Sang level 9 đi, có những cái bẫy nó chọn lại cái đồng xu của mẹ Thắng luôn. Bây giờ mình phải chơi cẩn thận mới được. Rachi, chơi lại nào. Ngồi đấy, có những đồng xu mình tránh ra. Đó, ui, những cái đồng xu này là những cái đồng xu bằng đồng, nó cứ đâm vào cái đồng xu của mẹ Thắng để làm đổ cái đồng xu của mẹ Thắng này. Rồi, tránh xa ra. Rồi, ui, các bạn thấy chưa, mấy cái bẫy này nó cứ xuất hiện ngẫu nhiên luôn này. Trời ơi. Nào nè. Wow, ui, mình qua được mỏ. Mình qua được rồi nha. Ăn đồng xu tiếp theo. Nào. Đồng xu tiếp theo. Ôi. Trời ơi, mình bỏ qua hai đồng xu rồi. Thế là, đấy. Về đích luôn, thế là mình đi được ấy. Mình nhìn thấy tiền mình không nhặt được. Chứ không phải là mình không muốn nhặt. Lý do là mình không nhặt được. Let's go. Tổng cộng là mình đã có 35 đồng xu rồi nha. Tiếp tục nào. Mình đã cất cho mẹ mình được 35 đồng xu rồi. Ăn thêm một đồng xu nè. Tiếp tục ăn thêm một đồng xu. Có một cái cửa mở ra. Và ăn thêm một đồng xu nữa này. Mình càng ăn chơi càng thảo nha. Wow. Đấy, mấy cái trứng ngại vật nó cứ rơi tự do nên là mình khó có thể tránh xa được. Ok, mình đã về đích rồi. Phát này mình mang rất là nhiều đồng xu thêm về cho mẹ mình nha. Let's go. Sang level 11 các bạn ơi. Nào, đồng xu của mẹ Thắng này.
có những cái búa này, có những cái búa này, mình sẽ tránh xa ra những cái búa này. Rồi, rồi, ăn thêm đồng xu, tránh ra, tránh ra. Ok, 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 ok. Nào, 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 nào. Ăn thêm đồng xu lại. Ui, 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 chọc, ui, chọc, chọc. Không biết cái bánh xẻ đâu, nhưng nào tới đâm một cái đồng xu của mẹ Thắng thế nào. Thắng rơi mất rồi. Vậy là hôm nay Thắng làm rơi mất 3 đồng xu của mẹ Thắng rồi đấy. Nguy hiểm quá các bạn ơi, chơi lại mới được. Mình sẽ cẩn thận là mình tránh xa cái bẫy kia ra. Cái bánh kia nè. Ui, ui. Rồi, rồi, rồi. Qua cái búa là qua cái trứng thật khó rồi. Ăn thêm đồng xu này. Đó. Cái bánh lăn được, cái bánh lăn, cái bánh, cái bánh lăn, cái bánh, cái bánh. Cái bánh nó chưa cả kịp lăn thì mình đã làm rơi đồng xu của mẹ mình xuống rồi. Trời đất ơi. Màn này hơi bị căng đen các bạn này. Màn này căng đen được. Ui trời ơi. Ui sợ ơi, ui sợ. Ăn thêm đồng xu thôi, không ăn thêm đồng xu thôi. Ôi ui 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 ui. Chỗ này hơi khó, chỗ này hơi khó rồi. Tránh xa, tránh xa, tránh xa ra. Thôi sao cậu ơi, đến chỗ này kiểu như chỗ này nó có vật đen sao mình không thể qua được cái chỗ này này. Ui chơi lại đấy. Thực sự là từ lên giờ mình chưa qua được cái chỗ này này. Rồi qua nè. Ăn thêm đồng xu nè. Rồi 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 rồi. Rồi ui cái bánh đen chuẩn bị nó lăn cỏ. À mày lăn đi, mày lăn đi, mày lăn đi. Nào tao tránh mày. Tao tránh mày nè. Ok tao tránh được nó nha. Tránh được nó, nó là cái khó nhất đấy các bạn. Nó là cái khó nhất. Bây giờ mình đã về được đích rồi nè. Mình đưa thêm cho mẹ mình 3 đồng xu nữa. Vậy là 4 đồng xu về tới túi của mẹ mình. Ok. Lấy sang level 12 các bạn ơi. Level 12 này. Lăn nào, lăn nào, lăn nào. Có thêm 1 đồng xu. Ui, mấy cái bẫy này ghê 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 ghê. Mấy cái bẫy này kiểu như là bẫy tự động luôn ấy. Nó thông minh lắm các bạn ơi. Đó, mình không thể ăn được nó luôn. Không thể chống đối được mấy cái bẫy này. Rồi, wow. Mấy cái bẫy gì đấy. Trời ơi, rối mất cái này luôn á. Trời ơi, trời ơi. Wow, 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 wow. Qua, qua, qua. Qua, vẫn qua được nha. Vẫn qua được nha, vẫn qua được nha. Rồi, ui, mấy cái bẫy nó chạy được nè. Mấy cái bẫy đầu là chạy này. Ôi, vẫn qua được nha. Vẫn qua được luôn nha. Na, 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 na. Wow. Bây giờ tổng mình đã mang cho mẹ mình được 53 đồng xu về túi rồi. Let's go. Tiếp theo bạn ơi, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Tiếp theo nào. Wow, bây giờ leo núi luôn nè. Wow, 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 wow. Bây giờ mấy cái quả bẫy gai kia nó lăn xuống mình nè. Đây, có con đường bé xíu này. Vương ơi, mở cửa ra. Đó, mình bảo Vương ơi, mở cửa ra, phát là mở cửa cho mình luôn. Ui, mày bé quay, 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 quay nè. Nào, mày quay đi, chúng mày quay đi. Chúng mày quay đi. Ui, trời ơi, va rồi, như là mất to một đầu zoom mình nhận được rồi. Không sao, không sao, bên này, bên này, bên này, bên này. Không sao, mình về được tới đích rồi. Không sao, không sao, không sao, bảo không sao, không sao rồi mà. Let's go. Let's. Tiếp theo bạn ơi. Sang level 14 nè. Ôi mấy con đường là. Ôi con đường mình đi đến đâu thì nó mới mọc nè. Nhưng là thì khó hơn. Nhưng mà nó mọc trước thì dễ hơn nè. Wow trước mà mình có bao nhiêu là đồng xu luôn nè. Ôi mấy con đường nó chạy 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 chạy. Wow. Wow mấy cái cột này nó mọc từ trên cao. Ôi ôi. Mấy cái cột này mọc từ trên cao luôn nè. Hai ăn nè. Ăn nè. Ăn nè. Ăn nè. Ăn nè. Trời ơi lên, lên dốc lên dốc lên dốc. Lên dốc. Ui trời ơi lên dốc. Trời ơi cuối cùng mình cũng lên được dốc rồi nè. Rồi rồi sang bên này sang bên này sang bên này. Ok, ok, yo. Mình đã đưa được rất là nhiều đồ xu vào cho mẹ mình rồi. Let's go, let's go, let's go. Sang level 14 tiếp theo. Quá là hay luôn. Ăn luôn nào, ăn luôn nào, ăn luôn nào, ăn luôn nào. Wow. Biết ngay mà vào cái vạch này là mình biết ngay chạy nhanh mà. Ôi trời. Đây là lần đầu tiên mình được điều khiển cái đồng xu chạy nhanh nên là mình hơi bị bỡ ngỡ các bạn. Let's go, let's go, let's go. Sau này ăn đồng xu nha. Sang chạy nhanh luôn. Chạy nhanh luôn đó. Nhảy cao luôn. Nhảy cao luôn. Wow, mấy cái búa màu da cam. Wow, tránh xa ra. Ui, mấy đồng xu kia mày định đâm ta này. Ui, nó định đâm mình luôn. Ui, trời ơi, nó định đâm mình luôn. Là cố ý nó đâm vào mình chứ không phải là nó chỉ lăn cố ý nó đâm vào mình đâu. Nó cố ý ấy. Ui, 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 chết chưa chứ mày, chết chưa chứ mày. Ui, ui, bọn nó đổ rồi mà mình. Bọn nó đổ rồi. Bọn nó đổ rồi mình đâm vào là mình vẫn bị nháy 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 luôn á. Mình vẫn bị mất thêm đồng xu luôn á. Let's go. Sang level 16 này các bạn ơi. Không biết hôm nay mình sẽ gặp cái chướng ngại vật gì đây. Level 16 này. À mấy cái bên này mình quen được. Wow. Mấy cái bên kia nó cứ đè đè cỏ. Ui nó cứ dập 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 cỏ. Ui. Trời ơi mình cứ phải đảo 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 này. Ui qua luôn qua luôn. Rồi qua qua qua. Ui ui ui. Chỗ này khó mà. Ui. Ui. Ui mình phải đảo liên tục luôn. Qua đây mình phải đảo liên tục luôn. Mình phải
phải đảo liên tục luôn nè. Trời ơi, mình ăn được 2 đồng xu này rồi. Ăn được 2 cái đồng xu này rồi. Nào nào. Ok, và đích luôn nè. Và đích. Đã và đích rồi nha. Next level, level 16 còn đây. Level 16 này. Wow, mấy con đường này nó lại chạy này, mình sẽ đi thắng nè. Đúng rồi, đi thắng không thì là sao luôn đấy, chứ mình đợt đảo là nó sẽ bị làm sao đấy. Đấy, mấy cái bẫy này đấy. Bao giờ gặp mình thì mấy cái bẫy này nó bị nó tuôn ra nhanh các bạn ạ. Wow, hay lắm. Wow, nhiều xu quá trời. Trời ơi, mày đâm tao này. Mày tính gì mà đâm tao? À, tao có nhận được tao ấy. Mày lại định đâm tao. Mấy bẫy gì đây? Mấy bẫy kiểu cái kẹo quay. Mấy cái bẫy này nhiều que quá, trong hết cả mặt rồi, các bạn ơi. Rồi, mình đã về tích rồi nha. Nhiều bẫy nên đơn mình vẫn về được tích nha. Rồi, cuối cùng thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ đưa những cái đồng xu của mẹ mình vào trong cái máy đựng xu của mẹ mình. Và ta phải kết thúc cái video ở đây đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video sau nha. Còn bây giờ thì bye bye.